chào các bạn đến tin nhanh 24/7. Giá Certica Honda Lead 2020 mới nhất trong tháng 9 năm 2020 đồng loạt giảm giá. Tất cả các phiên bản của dòng Certica Honda Lead 2020 đang có mức giá bán ra thấp hơn mức giá đề xuất. Có phiên bản giảm tới là hơn 1 triệu đồng một chiếc. Nếu trong khoảng giữa tháng 8 năm 2020, các mẫu Certica như là Honda Lead thì có mức giá bán ra khá ổn định, thậm chí còn trên cao nhẹ so với mức giá đề xuất. Nhưng bước qua tháng 9 năm 2020, các phiên bản Honda Lead lại đồng loạt giảm giá cực mạnh. Điều đó có thể do tháng 7 âm lịch vẫn chưa hết, nhưng cũng có lẽ là do sức mua Certica Lead chưa bùng nổ do những tác động bởi tình hình dịch bệnh thời gian gần đây. Hiện tại nhìn chung các dòng xe của nhà Honda và nhiều hãng xe máy khác cũng đang đều giảm giá khá mạnh. Mức giảm của chiếc Honda Lead 2020 dao động là từ 400 đến 1.100.000 đồng tùy theo từng phiên bản. Chưa dừng trong khi đó, phiên bản Honda Lead 105, cái bản đặc biệt được ghi nhận có mức giá giảm mạnh nhất. Để giúp các bạn xem clip và có những thông tin tham khảo khi mua sắm, chúng tôi sẽ cập nhật ngay giá Honda Lead 2020 mới nhất trong tháng 9 năm 2020 như sau. Honda Lead 2020 phiên bản tiêu chuẩn, mức giá đề xuất là 38.300.000 đồng. Giá bán đại lý dao động là từ 37.400.000 đồng đến 37.800.000 đồng. Honda Lead 2020 phiên bản cao cấp, mức giá đề xuất là 40.300.000 đồng. Giá bán đại lý dao động là từ 39.400.000 đồng đến 40.000 đồng. Honda Lead 2020 phiên bản đặc biệt, mức giá đề xuất là 41.500.000 đồng. Giá bán đại lý dao động là từ 40 đến 40.500.000 đồng. Lưu ý, giá xe thực tế còn tùy vào từng lý và từng bán xe. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này. Để tiếp tiếp nhấn like và subscribe.